Hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2020. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con mới vừa xuống vườn và lục được một số chậu chớp. Và ngày hôm nay thì chỉ có một số cây thôi. Và cái mặt hoa đầu tiên là con xin giới thiệu với các cô chú á. Đây là mã số 1 ha. Và giá tiền của cái cây này là 1.800.000 nha cô chú. Và cái mặt hoa này con thấy thì rất là ít người có cái mặt hoa này. Và cái mặt hoa này nó chớp luôn cả mặt sau nè cô chú. Và cái mặt hoa này có một số cô chú anh chị mình nói cây này là cây AB. Nhưng mà con nhìn cái này thì con thấy nó hơi khác cây AB một xíu. Tại vì cái chớp của nó rất là sâu nha cô chú. Chớp này nhìn rất là sâu luôn á. Còn cây AB chớp nó không sâu cây này đâu. Và cây này là rất là ít người con thấy cũng mà con này cũng hiếm ha. Và giá tiền của nó là 1.800.000, cây đang hoa trên thân nha cô chú. Đang có một thân dài và một mầm. Cái này mình chơi hoa xong rồi mình sẽ cắt bỏ vào hoa và mình sẽ trồng lại hả? Tại vì con chỉ trồng đỡ vào đây thôi nên mình sẽ tách ra mình trồng lại ha. Và chỗ này thì đang có một mầm và một thân là đang hoa nha cô chú. Và giá tiền của chỗ này là 1.800.000, mã số là mã số 1. Một mầm nhỏ nè và một thân lớn, giá là 1.800.000. Mã số là mã số 1 nha cô chú, 1.800.000, cây đang hoa luôn. Kích thước của cái mầm thì nó dài tầm khoảng cỡ 10 cm và cái thân dài tầm khoảng cỡ gần 20-15 cm. Và giá của nó là 1.800.000. Và mã số của chỗ này là mã số 1, giá là 1.800.000, cây đang hoa nha cô chú, 1.800.000. Tiếp tục qua mã số thứ hai, đó là cây hồng sắc pháo nha cô chú. Và con cho cô chú mình xem cái mặt hoa sau lưng của nó nè, nó chớp luôn cả mặt hoa phía sau ha. Đó, hoa này cực kỳ đậm, hình này chụp thực tế tại cửa hàng nha cô chú. Chớp cực kỳ sâu luôn á, rất là đẹp. Và đây là cái mặt hoa hồng sắc pháo chụp thực tế tại cửa hàng bên con nha cô chú. Hoa rất là đẹp luôn á. Và hiện tại thì chậu bên con là chậu rất là to ha. Giá là 3.500.000, chỉ có 2 chậu thôi. Chậu mã số 2 và mã số 3. Và ở đây sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của nó. Mặt hoa hồng sắc pháo rất là đẹp nha cô chú. Chớp mặt trước và lẫn cái mặt sau rất là đẹp luôn, rất là rõ. Và giá của nó là 3.500.000 một chậu, mã số 2 và 3. Và đây là chậu hồng sắc pháo mã số 2 nha cô chú. Cái mắt là rất là sáng nè, một mắt nè. Bên đây một mắt là hai mắt nha cô chú. Đó, cây cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì nó sẽ bắt đầu lên mầm, bên là thân dài còn lên mầm nè. Và cái giò này là giò khủng á, rất là to luôn á. Và con mới vừa tách ra đó cô chú. Này. Đó. Và này, thân này vẫn còn đang đi ngọn nè, và nó mới đi ngọn như vậy thôi. Tay bằng ngón cái rồi nè cô chú. Thân này cực kỳ mập ha. Đó, bằng ngón cái luôn nè. Và giá tiền của chậu hồng sắc pháo này là 3.500.000 nè. Mã số là mã số 2 nha cô chú, đang có hai thân lớn đã đứng ngọn và một mầm. Cái mầm này rất là lực luôn nha cô chú, rất là lực luôn và nó đang dài tầm khoảng cỡ 25 cm á. Còn hai cái thân lớn thì nó dài tầm khoảng cỡ 35 và thân rất là mập luôn. Đây là hồng sắc pháo ha, và mã số của nó là mã số 2. Đã xuống rễ rất là tốt cô chú. Hàng này là hàng trồng thuần ha, đã bám rễ nè và cái mầm rất là sáng luôn. Giá tiền của nguyên chậu này là 3.500.000, đây là hồng sắc pháo. Và mã số của nó là mã số 2. Giá là 3.500.000 nha cô chú. Dendro chớp hồng sắc pháo. Mặt hoa là mặt hoa chuẩn ha. Giá là 3.500.000, đây là hồng sắc pháo. Và mã số của nó là mã số 2, giá là 3.500.000. Tiếp tục đây là mã số 3 và giá của nó cũng là 3.500.000 luôn. Nó đang có hai mầm rất là sáng nha cô chú. Nó và cô chú nhìn cái thân này, đang đi ngọn rất là lực luôn nè, thấy không? Rất là đã. Và giá tiền của chậu hồng sắc pháo này cũng là 3.500.000 luôn. Hàng này là hàng tách chiết rồi hết nha cô chú. Thân dài nhất là tầm khoảng 35, thân ngắn là 30. Và cái mầm bên kia thì nó cũng khoảng 30 cm luôn. Chậu này là hàng thuần ha, đây là hồng sắc pháo. Đó, và hàng này là hàng chuẩn hoa ha cô chú, giá là 3.500.000, đây là hồng sắc pháo nè. Mã số của nó là mã số 3, giá là 3.500.000. Tiếp tục đây là một cái cây nó cũng gọi là hàng giữ, hàng VIP nha cô chú. Và cây này là cây Rubino 2. Nó cô chú nhìn cái mặt hoa rất là đẹp không? Và riêng cái bản thân con thì cũng thích cái cây Rubino 2 hơn. Tại vì cây Rubino 2 nó chớp rất là rõ và đậm, còn cây No 1 thì nó không bằng. Đó. Và đây là cái mặt sau của chậu Rubino 2 nè cô chú. Chớp cực kỳ rõ luôn, rất là đẹp. Và giá của chậu Rubino 2 này hơi đắng xíu, 3.500.000. Mã số của nó là mã số 4 nha cô chú, Rubino 2. Đó, cây này là hàng VIP nha cô chú. Đó, đây là Rubino 2 nè. Và đây giới thiệu cô chú mình hình cây nó chỉ có đúng duy nhất là một hướng thôi. Con chỉ có đúng duy nhất là một chậu nha cô chú. Chậu này nè nó vừa bắt đầu nhú nhú rễ đây nè. Nó và cái thân già của nó đây. Đây là Rubino 2 ha, chỉ có đúng duy nhất một chậu thôi. Và giá tiền của nó là 3.500.000 nha cô chú. Một chậu nhất, cây cực kỳ khỏe luôn, 3.500.000, đây là Rubino 2 ha, 3.500.000. Và kích thước đang dài tầm khoảng 30 cm nha cô chú. Và cái mầm đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Mã số của nó là mã số 4, giá là 3.500.000. Mã số 4 nha cô chú, đây là cây Rubino 2. Mã số 4 giá 3.500.000.
Tiếp tục đây là cái mặt hoa của chậu chớp đỏ tím nha cô chú, hiện tại bây giờ rất là hot luôn á. Mặt hoa cực kỳ đẹp ha cô chú, đây là chớp đỏ tím nè, đó. Mặt hoa rất là đẹp luôn á, hoa trồng do cánh bầu rất là đẹp nha cô chú. Chớp đỏ tím. Và cái hàng này hiện tại bây giờ nó cũng rất là hot ha, cây rất là đẹp. Và mã số của nó là mã số 5 và mã số 6. Và đang giới thiệu cô chú mình cái hình cây của chớp đỏ tím ha. Và đây là chậu chớp đỏ tím nè cô chú, nó đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi nè. Và mắt của nó rất là sáng, ở đây là một mắt nè. Và ở bên đây thì đang có thêm một mắt nữa, tổng cộng là hai mắt đang lên nha cô chú. Và cái thân này thì nó vẫn còn đang đi ngọn luôn. Và giá tiền của cọng đỏ tím mập ú này là 2,1 triệu một thân duy nhất thôi. Và kích thước là dài tầm khoảng cỡ 10 cm, 10-11 cm một thân duy nhất ha. Và đang chuẩn bị lên là hai mầm á. Và giá tiền của nó là 1,1 triệu. Xin lỗi chú, giá là 2,1 triệu nha cô chú. Đây là chớp đỏ tím, mã số của nó là mã số 5 và giá tiền của nó là 2,1 triệu. Đây là chớp đỏ tím nha cô chú, cây rất là khỏe luôn á. Mã số của nó là mã số 5, giá là 2,1 triệu. Đây là cọng chớp đỏ tím, mã số tiếp theo đó là mã số 6 nha cô chú. Vỏ đang lên mầm rất là tốt nè. Và cái thân thì đã bắt đầu đứng ngọn rồi, thân rất là mập ha. Đây là chớp đỏ tím, mã số của nó là mã số 6, đang lên mầm rất là khỏe nha cô chú. Và giá tiền của nó là 1,9 triệu á, giá là 1,9 triệu. Và kích thước cây của chậu chớp đỏ tím này thì nó đang dài tầm khoảng cỡ 10 cm hơn. Và giá tiền của nó là 1,9 triệu nha cô chú, dài tầm khoảng cỡ 10 cm. Cây đang phát triển rất là tốt ha, giá là 1,9 triệu. Đây là chớp đỏ tím, rất là đẹp nha cô chú, 1,9 triệu. Đó, cây cực kỳ khỏe luôn, đây là chớp đỏ tím nè. Đó. Này, cái mầm đang lên rất là lực nha cô chú, 1,9 triệu. Đang bắt đầu nó xuống rễ nè cô chú, 1,9 triệu. Đây là chậu chớp đỏ tím, mã số của nó là mã số 6, 1,9 triệu. Tiếp tục mã số 7, đây là cái mặt hoa của chậu Gilbigon nha cô chú. Đó, đây là mặt hoa của chậu Gilbigon nè. Và giá tiền của mã số 7 này là 1,800,000 nha cô chú. Mã số là mã số 7. Đây là cây Gilbigon nha, mã số 7 giá 1,8 triệu. Và đây là cái hình cây của chớp Gilbigon nha cô chú, đang có một thân. Thân này thì nó cũng muốn đứng ngọn rồi và đã bắt đầu nó xuống rễ rất là tốt ha, kèm theo một thân già. Đây là Gilbigon và mã số là mã số 7. Nói chung là mắt ngủ nó vẫn rất là sáng và tốt nha cô chú, đang chuẩn bị xuống rễ nè, rất là khỏe luôn. Ở đây thì nó còn một mắt thân già nè, một mắt thân già vẫn còn nè. Và giá tiền của nó là 1,800,000. Đây là Gilbigon ha. Và kích thước là dài tầm khoảng có 10 cm, còn hai thân thì tầm khoảng có 10-15 cm nha cô chú. Giá tiền là 1,800,000. Đây là chậu Gilbigon và mã số của nó là mã số 7. 1,800,000 cho mã số 7. Chuẩn hoa nha cô chú, hàng này là hàng chuẩn hoa hết á. Tiếp tục mã số 8 nha cô chú. Và đây là cái mặt hoa của chậu No Name 1 nè cô chú, nhìn mặt hoa chớp rất là đẹp ha. Và nó chớp luôn cả lưỡi nha cô chú. Và giá tiền của chậu No Name 1 này là 2 triệu. Mã số của nó là mã số 8, giá là 2 triệu. Đang có một mầm và một cái mắt phụ. Và đây là cái hình cây của chậu No Name 1 nha cô chú, nó đang có một mầm nè. Và ở cái thân này á, thì hôm bữa trước á, còn bị gãy cái thân này nè, nó đang lên mầm nè cô chú. Và ở đây á thì nó sẽ còn một cái mắt phụ nữa. Đó. Chậu này là chậu No Name 1 nha cô chú. Cái thân già này coi như bỏ thì vì thân già nó hết mắt rồi, chỉ còn là một thân bị gãy như vậy nè, với là một mầm. Và giá tiền của nó là 2 triệu nha cô chú. Đây là No Name 1 và mã số của nó là mã số 8, giá là 2 triệu cho mã số 8 No Name 1. Đây, và đây là kích thước của chú, dài tầm khoảng 13 cm là cái mầm. Và nói chung là còn cái thân già nên vẫn còn mắt ha. Và giá tiền của nó là 2 triệu và mã số của nó là mã số 8, giá là 2 triệu. Đây là chậu No Name 1 nha cô chú. Mã số là mã số 8, giá 2 triệu, No Name 1. Và tiếp tục qua mã số tiếp theo đó là mã số 9 nha cô chú. Và đây là cái mặt hoa của chậu chớp chuồn nè. À, chuồn rất là đậm. Và cái mặt hoa này thì nó chớp luôn cái lưỡi của chú thấy không? Rất là đẹp. Chớp rất là sâu nha cô chú. Đây là chớp chuồn. Và giá tiền của cái chậu chớp chuồn này là 2,200,000. Mã số là mã số 9 nha cô chú, đây là chớp chuồn. À, mặt hoa rất là đẹp ha, chớp luôn cả lưỡi nè. Và giá của nó là 2,2 triệu, dendro chớp chuồn. Và đây là cái hình cây của chậu chớp chuồn bên con nha cô chú. Một cái thân này là tầm khoảng cỡ 25 cm, nó vẫn còn đang đi ngọn nè. Và kèm theo là thân dài tầm khoảng cỡ 15 cm. Đó, hàng này là cây nguyên bót luôn nha cô chú. Cây này là hàng sổ nè, nguyên bót nè, đã sổ hoa rồi, rất là đẹp. Đây là chớp chuồn ha. Đó. Mặt hoa của chú đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt nè. Và nói chung là mấy cái mắt nó vẫn còn rất là sáng đầy đủ ha. Đang bắt đầu xuống rễ rồi. Cây này là cây nguyên bót nha cô chú, đó, nguyên bót nè. Và giá tiền của chậu chớp chuồn này là 2,200,000. Và mã số của chậu này là mã số 9. Đây là mã số 9 nha cô chú. Giá là 2,200,000, mã số là mã số 9. Thân này vẫn còn đang đi ngọn nè, thấy không? Đó. Cây cực kỳ khỏe nha cô chú. Mã số là mã số 9, giá là 2,2 triệu. Đây là chớp chuồn.
mã số 9. Tiếp tục đây là mã số 10 nha cô chú, và đây là cái mặt hoa của chậu kinh ba chấp thuận ha. Đây là mặt hoa kinh ba chấp thuận nè cô chú, rất là đẹp. Mặt hoa chớp rất là rõ, rất là sâu và chớp luôn cả lưỡi. Và giá tiền của chậu này là 800 nghìn nha, mã số là mã số 10, đây là kinh ba chấp thuận. Đây, đây là hình cây của chậu kinh ba chấp thuận nha cô chú, thân rất là mập. Và ở đây nó có một cái thân già nhỏ, thân già nhỏ của cái kia nè. Nó đã bị nếu như kiểu bị gập vậy đó. Bây giờ là mình chỉ cần cái mầm mà nó lên mầm thôi, tại vì cái mầm này nó bắt đầu xuống rễ rồi nè. Và mắt ngủ rất là sáng nha cô chú. À, giá tiền ở chậu kinh ba chấp thuận này là 800 ha, thân ú nù luôn. Hàng này đảm bảo chuẩn hoa nha cô chú. Đây là kinh ba chấp thuận và giá tiền của nó là 800.000. Kích thước của nó thì nó đang dài là tầm khoảng cỡ 12 13 cm á, và giá tiền của nó là 800. Đây là kinh ba chấp thuận nha cô chú. Hàng này là hàng trồng thuần ở vườn con rồi. Thân ú nù nha cô chú, thân đã bắt đầu rất là mập rồi. Đó, cái này thì mình nuôi tầm khoảng mấy tháng là sẽ cho hoa bói được nha cô chú. Đây là kinh ba chấp thuận nè, và giá tiền của nó là 800, mã số là mã số 10. Và tiếp tục đây là mã số 11 nha cô chú. Đây là một cái mặt hoa ben soda chớp chớp mà nó chớp cùng màu nè cô chú. Ben soda lá biên nó cùng màu nè, các cô chú mình khó thấy và mình sẽ cho cô chú mình xem kỹ hơn nè. Đây. Và cái lá của nó cũng là lá biên nha cô chú, hiện tại chỉ có đúng một chậu thôi. Đây. Cô thấy không? Cô chú nhìn thấy rõ không? Nó có hai cái mặt hoa khe chớp khác nhau đó cô chú. Một cái viền ở ngoài là viền đậm, nó gọi là lá biên đó. Đó. Cái viền ngoài rất là đậm thôi. Sao khó cho chỉnh quá. Nó cô chú thấy không? Đây là ben soda lá biên. Biên luôn cả lá và cả hoa nha cô chú. Nó mặt hoa nó hai màu rõ rệt đó cô thấy không? Đó, một cái mặt hoa ở trong thì nó nhạt, còn hoa ở ngoài thì đậm đó cô chú. Nó kiểu như là nó chớp vậy đó. Nhưng mà nó chớp là chớp cùng màu nên mình rất là khó thấy. Quay vô máy thì khó thấy nhưng mà ở ngoài nhìn rất là dễ thấy. Đó, đây là ben soda chớp cùng màu nha cô chú. Chớp đồng màu luôn á. Đó. Đây, đây. Đó, cái vạch chớp ở ngoài nó màu đậm hơn nè cô chú thấy không? Và giá tiền của chậu ben soda lá biên này là 300 nghìn. Vừa lá biên mà vừa hoa chớp nha cô chú, rất là thơm, mình mua về mình sưu tầm luôn, rất là thơm, cực kỳ thơm luôn. Đây nè cô chú, giá tiền của nó là 300 nghìn nè. Nó có một cái khúc củi nè, và một mầm. Và giá của nó là 300 nghìn, đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Về cho việc tưới phân bình thường cho nó lên thôi. Đó, một khúc củi và một mầm nha cô chú, giá là 300. Lá là lá biên và nó chớp luôn cả hoa luôn, ben soda lá biên chớp cùng màu á. Đó. Và giá tiền của nó là 300 nghìn và mã số là mã số 11, giá 300. Và đây là cái mặt hoa chớp cuối cùng nha cô chú, đây là mặt hoa chớp sữa nè. Và giá tiền của nó là 500 nghìn, mã số cuối cùng nha cô chú. Mặt hoa chớp rất là rõ luôn, đây là chớp sữa ha. Và giá tiền của nó là 500 nghìn, mã số 12. Chậu này thì con tách ra và đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Kích thước là tầm khoảng cỡ 16 17 cm. Và giá tiền của cộng này là 500 ha. Hàng này là hàng thuần đã xuống rễ rồi. Và mấy cái mắt đang sừng rất là sáng cô chú. Đó. Mắt sừng rất là sáng nè. Và đây là chớp sữa ha, giá của nó là 500, mặt hoa rất là đẹp luôn á. Chớp sữa 500 nghìn. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú, chớp sữa. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú.